Đàm Bà Khôn và Chính Không khắc cốt khi yêu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phương Mai. Và chủ đề ngày hôm nay Phương Mai muốn chia sẻ cho các chị em đó chính là Đàm Bà Khôn và Chính Không khắc cốt khi yêu để có một mối tình hạnh phúc bền lâu. 1. Không nghĩ quá nhiều về hành động của đàn ông. Nhiều phụ nữ thường quá để ý đến hành động hay lời nói của đàn ông rồi tự suy đoán về họ. Đôi khi phụ nữ còn tự hào khi nắm bắt được suy nghĩ và thói quen của đàn ông. Nhưng phụ nữ nghĩ nhiều thường là phụ nữ dễ khổ tâm. Tốt nhất là đừng nên biết quá nhiều về mọi chuyện của đàn ông. Bởi khi bạn để ý quá nhiều, bạn sẽ nhạy cảm đến quá mức trong những trường hợp không cần thiết. 2. Không yêu với mong muốn được bù đắp. Đàn bà khôn ngoan không có quan niệm tìm người yêu hoàn hảo. Họ không tìm người yêu để chăm sóc, lo lắng cho họ mọi thứ, bởi họ luôn biết cách tự chăm lo cho bản thân, độc lập trong cuộc sống. Họ chọn bàn đời để góp thêm vào cuộc sống tốt đẹp của mình một điều tốt đẹp hơn. 3. Không lấy quá khứ để giải quyết hiện tại. Với đàn bà khôn, quá khứ là những chuyện đã qua, không có giá trị với hiện tại. Lỗi lầm trong quá khứ không phải là để nhắc lại và làm tổn thương người khác. Khi yêu, họ chỉ quan tâm sẽ làm gì cho nhau, trân trọng nhau ở hiện tại, chứ không để tâm chuyện đã cũ. 4. Không nhờ người khác giải quyết chuyện của mình. Nhiều phụ nữ luôn có mong muốn đàn ông có thể xuất hiện để giải quyết giúp họ mọi vấn đề. Nhưng phụ nữ nên hiểu nếu quá phụ thuộc vào đàn ông, bản thân mình sẽ dần trở nên yếu đuối. Chuyện gì có thể làm thì nhất định phải tự làm. Đàn ông có nhu cầu bảo vệ phụ nữ, nhưng họ lại thích phụ nữ độc lập. Huống hồ, bạn là người duy nhất biết phải làm gì mới là đúng nhất cho cuộc sống của chính mình. 5. Không im lặng. Phụ nữ thông minh không im lặng để né tránh tranh cãi. Họ sẵn sàng cho những cuộc chiến tranh nóng cùng bạn đời. Có nghĩa là họ muốn thẳng thắn chia sẻ quan điểm, tranh cãi để tìm ra vấn đề của cả hai. Với phụ nữ khôn ngoan, im lặng chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời. Đối mặt và tìm ra vấn đề mới là cách giải quyết tốt nhất. 6. Không khi nào không quý trọng bản thân. Phụ nữ thông minh luôn có suy nghĩ yêu ai thì yêu, nhưng phải yêu bản thân đầu tiên. Bởi chỉ khi biết yêu chính mình, phụ nữ mới có thể yêu thương người khác. Cũng như chỉ khi bạn có trách nhiệm với bản thân thì bạn mới có tư cách có trách nhiệm với người khác. Phụ nữ không biết quý trọng chính mình thì khó có được người khác trân trọng mình. 7. Không tin mình có thể thay đổi được đàn ông. Đàn bà khôn tâm niệm rằng không một ai có thể thay đổi được đàn ông trừ khi anh ta muốn. Một khi đàn ông đã không muốn thay đổi thì dù là ai cũng không hề có biện pháp đâu. Thay vì muốn thay đổi đàn ông, phụ nữ khôn lại cân nhắc liệu họ có chấp nhận được đối phương hay không. 8. Không cưỡng cầu. Phụ nữ thông minh hiểu rằng đàn ông không bao giờ thích sự gò bó, nên họ sẽ không bao giờ cưỡng cầu. Mềm nắng, rắn buông, cương nhu đúng lúc. Phụ nữ khôn ngoan là phụ nữ biết điều. Họ không bắt buộc đàn ông phải làm gì, nhưng sẽ tinh tế mềm mỏng để đàn ông tự nguyện làm. Họ giữ đàn ông tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng đầy tình ý. 9. Không dây dưa với một kẻ không đáng. Phụ nữ thông minh không dây dưa với người làm mình đau, không dùng rằng với kẻ phản bội. Một khi họ đã bị tổn thương thì chỉ có ngẩng đầu đi tiếp chứ không bao giờ cúi đầu quay lại, vì họ hiểu rằng một người đã có thể tổn thương họ một lần thì sẽ có nhiều lần sau đó, và họ không cho phép ai có cơ hội làm đau họ thêm bất kỳ lần nào nữa.